Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn kem nhỏ đã đến với kênh Thuần Nữ Cà Mau. Bữa nay thì nhà hàng Thuần Nữ Cà Mau xin giới thiệu tới ông bà cô chú các bạn gần xa cái món cơm tấm. Thì để làm cơm tấm hồi sáng Linh đi chợ thì Linh có mua được 5 kg tấm. Cái tấm này là cái hạt gạo dụng thì người ta sàng ra thì mình sẽ thu được tấm. Thường ở chỗ Linh thì cái tấm là cha Linh hay thấy là mua về để nấu rượu thôi. Nhưng mà cái món cơm tấm này cũng là một cái món đặc trưng của người Sài Gòn luôn á. Linh thấy là buổi sáng cũng có bán cơm tấm nè, buổi chiều cũng có bán và buổi tối cũng có bán nữa. Mình đi dọc dọc theo đường thì người ta sẽ có những cái bảng hiệu là cơm tấm đêm rất là nhiều luôn. Thì cơm tấm này thì mình sẽ ăn kèm với thịt nướng. Ở đây thì Linh có mua thêm nửa ký mỡ, Linh sắc hạt lựu ra để Linh sẽ thắng mỡ trộn với cái mỡ hành. Mình sẽ để trên mặt của cái dĩa cơm tấm sẽ rất là ngon luôn. Ngoài ra thì Linh có chuẩn bị 4 kg thịt. Thường là Linh thấy cơm tấm thì người ta sẽ làm từ sườn cốc lết, nhưng mà hồi sáng Linh đi chợ hơi trễ không có mua được sườn thì Linh mua được 4 kg thịt đùi. Thịt này về thì Linh đã cắt ra miếng mỏng mỏng như thế này, mình dùng dao mình đập dập dập để lát mình nướng cho cái miếng thịt của mình nó mềm. Bây giờ thì Linh sẽ ướp cái thịt này để nướng ha. Thì để ướp cái thịt mà nướng chung với cơm tấm thì cũng rất là đơn giản. Linh sẽ cho một ít nước tương. Thì nó cũng giống như cái cách mà mình nướng thịt nướng mình ăn ở nhà vậy đó. Linh cho vô ít hạt nêm. Linh cho thêm một muỗng đường thốt nốt. Cái đường thốt nốt này là Linh mua cái đường từ cái trái thốt nốt mà người ta thắng ra luôn á. Hồi lúc mà Linh đi Châu Đốc, An Giang á, ngay mấy cái chỗ mà bán thốt nốt á, thì người ta sẽ bán cái loại đường này nên nó chảy chảy. Thường cái đường trong siêu thị là cái đường thốt nốt thì nó đã đóng cục lại gì cứng nhắc à, chứ nó không có chảy chảy giống vậy. Thì cái này là Linh dùng thay mật ong á, nếu như mình không có cái đường thốt nốt này thì mình có thể là dùng mật ong thay thế cũng được. Cái tiếp thì Linh sẽ cho vô một cái chén sữa để cho cái thịt nướng của mình nó béo và nó mềm hơn. Cho thêm một quả trứng gà. Để cho mình nướng thịt nó không có bị khô thì Linh sẽ cho thêm một ít dầu ăn và một xíu dầu hào. Trong cái dầu hào này thì nó sẽ có cái chất mặn mặn. Nếu mà mình không dùng hạt nêm thì mình có thể là thay bột ngọt với muối. Tại vì Linh dùng hạt nêm lên là Linh không có cho bột ngọt với muối vô. Để cho cái thịt của mình thơm hơn thì Linh sẽ cho vô một xíu tỏi băm. Tỏi hoặc là hành tím băm cũng được. Lúc này là Linh đã bỏ đủ gia vị vô rồi. Thì Linh sẽ trộn lên để cho cái gia vị này nó thấm vô cái thịt. Linh thấy ướp thịt nướng kiểu này thì cái thịt của mình lát ăn thì nó sẽ có cái vị ngọt ngọt. Cái thịt nó cũng rất là mềm luôn. Cơm tấm thì mình sẽ ăn kèm với dưa leo hoặc cà chua. Hoặc là mình có bắp cải làm dưa chua cũng được, dưa chua rau muống cũng được. Cái này là tùy thôi. Bữa nay thì Linh chỉ dùng dưa leo thôi chứ Linh không có làm dưa chua. Sau khi mà Linh trộn cho cái gia vị nó đều với thịt này á, thì cái thịt này mình sẽ ướp tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Linh để qua một bên ha. Vậy là cái thịt này Linh đã ướp xong rồi đó. Giờ qua đây là Linh sẽ bắt đầu nấu cái tấm này. Đây là lần đầu tiên mà Linh nấu tấm luôn, không biết nấu có được hay không nữa. Thì để nấu tấm ở đây là Linh có bắt sẵn một cái sửng này nè, nó sôi như vậy. Thì Linh sẽ dùng một miếng giấy mùn, Linh lót lên. Để khi mà mình nấu cái tấm, tại vì nó nhỏ nó không có bị rớt xuống dưới. Bình thường là Linh nấu bằng nếp thì Linh không có lót giấy mùn, nhưng mà tấm thì Linh sẽ lót cái giấy mùn. Cái tấm này thì Linh ngâm hồi nãy giờ cũng tầm 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Này giống như cái cách mà mình nấu cơm nếp vậy á. Hồi trước là nhà Linh là cha Linh hay mua cái tấm này nấu rượu xong rồi về là dùng để nấu cơm trong gia đình ăn luôn. Tại vì cái tấm nó rẻ hơn cái gạo á, sẵn cái bình nấu rượu cái mình lấy cái tấm đó mình do mình ăn luôn. Chứ không có mua gạo ăn. Bây giờ thì cha Linh chuyển sang nấu rượu bằng nếp rồi. Nên là nhà Linh mới mua gạo ăn á, chứ hồi trước là ăn cơm bằng tấm này không à. Tại vì cái chi phí nó cũng rẻ hơn mình mua gạo nữa. Sau khi mà Linh cho tấm vô á, thì lúc này là Linh sẽ gới nhẹ một xíu dầu ăn lên để xíu cho cái hạt cơm của mình nó bóng. Cái này là Linh
cũng hỏi mấy bà cô lớn lớn tuổi này, chứ hồi đó Linh cũng chưa có nấu cái tấm này bao giờ hết trơn á. Chỉ có nấu nếp thì Linh có nấu rồi. Thì bây giờ là Linh sẽ đẩy nắp cái xưởng hấp này lại. Mình đợi cho cái mình lát mình cứ dở ra mình thăm chừng. Mình thấy cái hột tấm nó nở ra là cái tấm nó đã chín rồi đó. Giờ trong lúc mà đợi tấm chín thì qua đây Linh sẽ bầm cái tỏi ớt này để làm nước mắm. Thì cái nước mắm ăn kèm với cơm tấm cũng rất là quan trọng. Mình làm cái nước mắm mà nó không ngon thì ăn cái cơm tấm của mình nó cũng không ngon nữa. Hồi nước mắm mà để ăn cơm tấm thì Linh thấy là thường người ta sẽ làm kẹo kẹo, chua chua, ngọt ngọt. Đây thì Linh bầm khoảng 5 trái ớt với 3 củ tỏi. Bầm càng mịn nó càng ngon. Sau khi mà Linh bầm tỏi với ớt mịn rồi á, thì ở đây là Linh có chuẩn bị một chén nước cốt tắc. Thì Linh sẽ cho nước mắm vô để mình làm nước mắm luôn. Linh sẽ cho đường vô. Này thì Linh cho khoảng 2 chén nước mắm á, thì cho tầm khoảng 1 chén đường. Tỷ lệ là 1, 2, 1 là 1 chén nước cốt tắc, là 1 chén đường với 2 chén nước mắm. Sau khi mà cho đường vô trong nước mắm này thì Linh quậy cho nó tan đường ra. Cuối cùng thì Linh sẽ cho cái tỏi ớt băm lúc nãy vô. Cái tỏi ớt này thì mình sẽ cho vô cùng ở sau cùng. Như vậy thì cái tỏi ớt của mình nó mới nổi lên trên mặt được. Lúc này là đường nó chưa tan, nó còn nằm ở dưới nè. Mình quậy xíu đường nó tan ra thì cái nước chấm của mình nó sẽ kẹo. Thì cái cách làm nước mắm măng này cũng rất là đơn giản. Linh nghĩ là ở nhà mình thì cũng có thể tự làm theo khẩu vị gia đình mình. Nếu như mà mình cảm thấy chua thì mình có thể là thêm nước mắm hoặc đường. Cơ bản thì Linh thì Linh thường làm vậy. Tỏi với ớt lên bầm nó cũng không có được mịn lắm nữa. Bây giờ để xíu nữa nó tự tan ra ha. Qua đây thì cái thịt nướng lên ớt hồi nãy giờ là cũng rất là lâu rồi. Thì cái gia vị nó cũng thấm vô cái thịt hết trơn rồi. Ở đây thì Linh có chuẩn bị một cái dĩ nướng nè, rồi than. Linh gấp than hồi nãy giờ thì than lúc này là nó cháy cũng tàn than hết trơn rồi. Như vậy là mình nướng thịt được rồi đó. Thì Linh sẽ bắt đầu nướng thịt luôn. Wow, mới bỏ thịt lên nướng lúc này là nghe cái mùi cực kỳ thơm luôn á. Cái này là mình trộn đều cái thịt từ dưới lên ha, mình nướng ở dưới trước. Nhiều khi tại vì ở trên mặt nó chưa thấm á. Sau khi để thịt lên á, thì Linh qua đây Linh coi thử cái cơm nấu hồi nãy giờ hơi chín chưa. Wow, cái cơm Linh thấy là nó nở hột hết trơn rồi nè. Cái tấm này thì nó không có nổi nhiều giống như nếp, tại là mình đổ lên nhiều thôi là giờ nó còn nhiều đó. Thì mình xới đều lên để cho cơm nó chín đều từ dưới lên. Wow, nhìn hấp dẫn quá luôn. Thử coi hộp cơm nó chín chưa. Nó chín nhưng mà nó còn hơi khô quá thì mình sẽ gãi nước lên để cho hộp cơm của mình nó mềm hơn. Thì cái này là Linh thấy là mấy cô bán cơm tấm là hả, cô để suốt ở trên lò như vậy luôn nè, để cho nó nóng. Giờ đậy nắp lại, Linh cũng để đại vậy đi. Mấy miếng thịt chín này lên gấp ra.
lên bán cơm sườn, một hộp 5.000. Cơm sườn Út ơi. Lấy Út một hộp không con? Hộp ha. Mấy hộp? 4 hộp à? 200.000 đúng không chứ? Ừ. Trả tiền rồi nha. Rồi để tiền đó đây. Cái này là cơm tấm nha Út, chứ không phải cơm gạo mình. Ăn mỡ hành luôn không? Ăn mỡ hành luôn, bỏ mỡ hành luôn. Hai là hai đứa 8 hộp phải không? Rồi đợi xíu. 50 ngàn lấy tiền thối giùm chế ơi. 50 là thối 30. Bỏ gì mốt cũng trổng giùm luôn con. Có thối tiền không? À khỏi thối hả? Rồi con gửi Út. Ừ. Ừ, 20 thôi lại 30. Lấy tiền thối giùm chế luôn đi. Cái này hả cưng? Cái này là cơm tấm á. Cưng khỏi mua mỡ hành phải không? Rồi. Mấy hộp không bỏ mỡ hành? Hai hộp không bỏ mỡ hành á. Cơm này không bỏ mỡ hành lắm ngon á nha. Lấy bỏ mỡ hành hết 4 hộp chứ. Có cần bỏ hành 4 hộp phải không? Thì trên không ngon cho 4 hộp. 4 phần bỏ mỡ hành hết luôn phải không? Phải có mỡ hành mới ngon. Dưa leo là đầy đủ phải không? Vậy ba bán cơm sườn, con ăn đây hả mang vô? Dạ mấy, dạ ăn đây một phần, 4 phần đem vô. Ừ rồi đợi dì ba xíu. Dạ, em trả tiền trước. Trả tiền trước luôn hả? Dạ. Đợi xíu đi, qua tự lấy tiền thối giùm dì ba. Ừ, 25.000. Lần đầu tiên bán món này nên hơi lộng cộng. Con đưa nhiêu? Con coi 100 mơ trừ trừ cho 25 ra 65. Vậy 100 trừ 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 25 còn 75 chứ sao 65? Ai giải toán con vậy? Năm nay mà bỏ sao lên lớp được hay vậy? Nãy giờ còn tính lại đó hả? 100 trừ 25 còn 75.000, bỏ tay bỏ luôn. Ngồi đợi đi còn hộp nữa rồi tới con. Tính nữa, đúng rồi. Này Vy cầm chế hai hộp này Vy. Chị chia nước mắm ăn chế ha, tại vì có bịch vô ít vô nhiều quá. Còn thêm hộp cơm nữa. Hai hộp chứ cho một bịch nước mắm thôi à. Về chia nước mắm em chế. Tại bịch nước mắm chứ cho cũng nhiều quá. Bỏ ăn đây phải không? Ăn đây. Dạ. Một hộp đem vô bốn hộp cho ông ngoại, bà ngoại với bà thím á hả? Dạ. Rồi. Ờ rồi cảm ơn cưng. Chứ lên bán cơm sườn. Ăn đây hả mang về? À, em 3 phần đây, 1 phần 2 phần đó. Ăn đây tới 3 phần luôn hả? Ăn đây 1 phần. Ăn đây một phần hả? Tưởng nó ăn lần 3 phần chứ. 3 phần 15.000. Như đang ăn đủ cơm đủ không Bảo? Có cần cắt thịt ra không? Cắt ra cho con luôn hả?
Thôi gì ba cắt cho dễ ăn. Cắt cái miếng khét này, con gấp bỏ giùm dì ba nha. Dạ. Ăn tép mỡ không? Dạ. Bảo là thích ăn tép mỡ nè. Ăn dưa leo không? Dạ, dạ. Không ăn phải không? Rồi. Cô em đầy đủ. Cô Khánh Lâm đầy đủ hả? Muỗng nẻ nè. Dạ. Xanh dĩa không gì? Rồi, Khánh Lâm đưa dĩa dưa leo vô đây để chế để đây cho cưng có chỗ ngồi ăn. Của cưng là cũng đầy đủ phải không? Dạ. Trời bảo nó chế cái nó tròn. Nè cưng múc nước mắm mình chế. Không gì nó ngon, trời giòn gì á. Coi chừng nước mắm mặn á nha. Không mà. Về đây là đất nông rồi. Không sao, cũng còn cái quen thành phố. No. Cắt thịt ra không Khánh Lâm? Dạ, khỏi. Khỏi hả? Thấy nhỏ cho miếng thịt bự luôn nè. Sao vừa ăn không con? Dạ vừa. Nhưng mà chuyện gì trên trên phố. Rồi. Rồi hai đứa là đem vô nó phải không? Dạ. Có đi Sài Gòn chưa biết đậm vị Sài Gòn Khánh Lâm? Nói lớn chưa đi. Để thịt lên hầm cho nó nóng lại. Cái này là chế cũng nướng sơ hết trơn rồi. Ăn cơm thêm nói múc thêm nha. Cơm thêm thôi, thịt thêm là thêm tiền á nha. Cơm thêm miễn phí chứ thịt thêm là 3.000, 5.000. Bữa nay chế lên bán cơm sườn. Một hộp 5.000 nha. Ăn mấy hộp? Dạ một hộp. Ăn đây hả mang về? Dạ ăn đây. Ăn đây hả? Ừ, một hộp ăn đây một hộp mang về phải không? Rồi ngồi ghế đợi đi. Ăn đây luôn hả? Rồi, đợi chế làm cho liệt. Làm xin thêm miếng dưa leo nữa chứ. Thêm miếng dưa leo hả? Dạ. Nè. Chứ đại cưng để bỏ tiền xuất qua cái cưng ngồi mé này nè, ngồi ăn chung với Bảo với Khánh Lâm luôn ha. Ờ, về dời qua chỗ cho bạn ngồi với. Rồi, ngồi vô đây. Ẩu gì, tầm này nữa. Cưng ngồi này nè, lót cái ghế dưới này ngồi nè. Khánh Lâm ăn nĩa không? Nãy giờ quên đưa nĩa. Nè con tự múc nước mắm giùm chế nha. Chứ đại cắt thịt ra không chứ lên cắt giùm cho. Khỏi hả? Để chị ăn cho ngon hả? Đây đây để chứ lên đổi cái dĩa khác. Ăn cơm thêm cơm thì nói chứ lên cho thêm nha. Nè nước mắm nè móc ra dĩa. Nè muỗng khác nè. Đưa muỗng lại. Rồi. Cho múc mắm vô ba. Chán mắm vô. Nè múc ra dĩa mình. Ừ. Bữa nay đi ăn quán á. Quán lề đường. Khất nước lát vô nhà chứ bữa nay chứ nên không có đem theo chè đá. Rồi ba chân thêm một phần cơm thêm. Một phần cơm thêm hả? Dạ. Rồi đợi xíu. Một phần cơm thêm luôn ghê. Đưa đây chứ cần gì ba cho cơm thêm. Bữa nay chế lên bán cơm sườn. Một phần 5.000. Mấy phần? Hai phần ha. Bao nhiêu? Thêm miếng thịt hả? Thêm miếng thịt thêm 3.000. Để lấy thịt ở dưới cho nó nóng. Cơm thêm và thịt trời thêm ơi, nè. 5.000 muốn đi. Nè cho 5.000 thịt hai miếng luôn đó. Hết tiền hết rồi. Hai hộp à? Rồi lấy hai hộp này trước luôn đi. Chứ làm cho Bảo với Khánh Lâm đó. Nước chung ở trong nhà. Ờ chứ ở đây không có nước.
Hộp mấy chế? Hộp 5.000. Dạ lấy em hộp đi. Một hộp ha. Rồi. 4 hộp. 4 hộp á, rồi đợi xíu. Chè hết cái nắng trời. Giờ này còn nắng nữa, chiều rồi nắng đâu nữa. Còn hôm chứ. Cưng hộp nè, tên gì chứ quên tên tiêu rồi. Thảo Nguyên. Rồi bỏ vô chế 5.000, lấy tiền thối vô chế luôn. 4 hộp à? 4 hộp nè. Ở đây mới có 2 hộp à, để chế làm cho cưng. Nĩa hả? Nãy giờ chứ chưa cho nĩa hả? Ăn gần hết luôn rồi bé xinh. Dạ hết nước mắm. Cầm miếng nước mắm lên húp. Nước mắm mặn chát nữa, húp đi. Nè của cưng 4 hộp nè. 4 hộp chứ cho 3 bịch nước mắm về chia ra dùm chế nha. 1 bịch. Để 4 bịch luôn chứ. 4 bịch hả? Để lấy lại bớt 1 bịch. Tại nước mắm này vô hơi nhiều, hơi lố tay. Cưng bỏ tiền vô cái gỗ dùm chế. Đây nè. Rồi cảm ơn cưng. Khánh Lâm 2 hộp, Bảo Hà 4 hộp phải không? Dạ. Làm đến thôi lát lu bu cái quên. Ăn thêm dĩa nữa hả? Nghỉ thêm về hả? Bụng không thấy gì lắm. Cô Linh bán cơm sườn. Bán cho 4 phần. 4 phần hả? Rồi ngồi ghế đợi. 4 phần 50. 4 phần 50, 1 phần 5.000. 50. Con bỏ tiền vô thôi. Trời đi vòng vậy ta đi đó vô luôn được. Cái xe chưa gắn chổi nữa đó hả? 50 lại thối lại 30. Tụi nước tôi tính toán gì chứ? Dưa leo hả? Bán cơm sườn hả Linh? Dạ bán cơm sườn Út ơi. Bán Út nhiêu bán Út 2 phần nha con. Dạ phần 5.000. Lấy em 2 phần lại về luôn chứ Linh. Rồi đợi xíu. Đợi đang làm cho bo cái. Bỏ tiền vô. Vậy là hai người 4 phần phải không? Rồi của bo rồi nè con. Cái này là của bà Mậu 10 nha. Cho một bịch nước mắm bự nha. Còn cái này của con là cô Linh cho mấy bịch nè. Này của con. Rồi con trả thêm 10.000 đó phải không? Rồi. Con bỏ vô đây giùm cô Linh. Kìa chị Đại bỏ tiền xuống chế chị Đại. Bỏ ăn xong hả con? Rồi của con là 4 phần đem vô nè. Rồi cảm ơn con. Nó bao nhiêu bữa rồi. Cái này thịt về nóng luôn. Nãy chế nước sơ rồi giờ bỏ lên hâm lại. Ngồi ghế đi, ngồi ghế đi. Em đi về. Rồi cảm ơn Út. Khách làm xong rồi phải không? Dạ. Của cưng 2 hộp nè. Quên, nãy dặn hai để hai phần riêng phải không?
Ngồi ghế đợi chế xíu nha Nhi. Rồi quý cưng nè Khánh Lâm. Rồi cảm ơn cưng. Chỉ đại một phần mang về nó phải không? Ngồi đợi chế đi. Chứ lên ngồi cái gì tương tự giống như mình đang ăn rồi chứ. Rồi chỉ đại một phần đem về cho em nè. Có ít cơm về lấy cơm thêm trái nha. Dạ. Ờ rồi cảm ơn cưng. Chứ lên hôm nay bán gì chứ lên. Bữa nay bán cơm sườn. Một phần 5.000. Hai phần. Hai phần hả? Rồi ngồi đợi xíu. Ăn đây hả mang về? Dạ mang về. Miếng nào nhỏ nhỏ thì cho hai miếng nha Nhi. Dạ. Bỏ vô bịch giùm cháy. Bỏ vô bịch giùm cháy. Chứ làm cho nó nhanh. Khỏi mất công đợi. Bỏ này lên cho nó nóng. Có nước mắm gì Nhi? Cho bịch bự về trang hai hộp đủ rồi ha. Dạ. Tại chứ vô cái có bịch đều không đều. Cưng hai phần mang về luôn hả? Dạ. Rồi đợi chế xíu. Mỡ hành đầy đủ hả cưng? Rồi cảm ơn cưng. Bữa nay bán gì vậy chứ Linh? Bữa nay chứ Linh bán cơm sườn. Cưng ăn mấy hộp? Một hộp 5.000. Bán cho em 3 hộp. 3 hộp hả? Rồi ngồi ghế đợi. 3 lần 5 15.000. Ừ, bỏ vô lấy tiền thối em chế đi. Bỏ vô hộp em chế Thư. Để chế vô cho cưng thêm hộp nữa. Dễ ấp kênh bới cơm thêm em chế ha. Miếng hơi nhỏ nhỏ chứ cho hai miếng. Thôi bao nhiêu vậy chế? Cưng bỏ nhiêu? Em bỏ 20. 20 thối 5.000. Học lắm mấy thôi. Đây toàn dân học giỏi không. Ờ quên nước mắm hả? Trời ơi không nhắc là quên thiệt luôn á. Rồi 3 hộp ha. Chị Linh bán cơm sườn. Chị cho hai miếng sườn rồi về thêm cơm chế ha. Hết cơm mày. Sắp hết cơm. Cứ ăn mấy hộp. Hộp hả? Rồi ngồi ghế đợi chế xíu. Ừ. Chị bán cơm sườn. Cưng ăn đây hả mang về? Dạ con đem về. Đem về hả? Con ăn mấy hộp? Con có hộp hả? Hộp hả? Rồi ngồi đợi cô Linh làm cho. Ừ để tiền vô đó giùm đi. Ừ lấy tiền thối. Ba hộp chứ cho hai bịch nước mắm nha. Rồi mỗi đứa một hộp phải không? Vét sắp hết cơm luôn rồi nè. Hai hộp cuối cùng luôn á. Cơm dung quá, không đẩy nắp được. Cầm giấy mày. Còn trên đây 3 miếng thịt chứ cho 3 miếng thịt luôn nha. Rồi để chứ cho bịch nước mắm nữa. Rồi cảm ơn hai đứa nha. Rồi đi về cẩn thận nha, trời tối rồi. Rồi cảm ơn cưng. Trời chiều nay bán cái này đắt quá trời luôn bà cô chú các bạn. Giờ vét trên đây nữa là được khoảng một hộp nữa nè. Cái này là cũng còn được mớ cơm nữa. Để đắt lên vét lên ăn. Nãy là bảo mua vừa giùm cho ông bà ngoại. Ông bà ngoại đi vuông với bà thím.
giờ Linh dọn dẹp để coi thử coi chiều nay là bán cái món này là đúng đắt luôn, ai cũng thích món này hết trơn. Bà cô chú khỏi chiều khỏi nấu cơm chiều. Cái này là 100.000 của Bảo nè, 120, 130, 140, 150, 160, 160, 160, 201, 202, 203, 204, 205. Được 256.000 ông bà cô chú các bạn. Ở trong đây hồi chiều là Linh bỏ hình như có 50.000 à, là bán cũng được 200.000. Vốn Linh bỏ ra 4 ký thịt hình như là ký cũng 85.000. Rồi nếp thì Linh mua là 5 ký mấy, 5 ký. Rồi hành đồ bán cũng lời được, lời ngược được ít ông bà cô chú các bạn ơi. Khi coi nè, chiều Linh bán cái nó làm như thương lắm, lại đây nó nằm. Mấy bữa nay nó không có chạy vòng vòng, nó nằm đây luôn. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, bây giờ là trời tối rồi, thì Linh sẽ dọn dẹp đi vô. Bây giờ thì Linh cũng xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha.